này gì không? Đồ má. Đi đâu vậy? Nghe nói con bồn nhí rồi, không đi đâu chơi con. À, con dùm vợ mà biết nó cắt cờ luôn nha. Nó cắt gì mà hết chơi luôn nha. Sao mày có kèo gì? Này à, bữa giờ chỉ có kèo bạn A Băng gì? Cái gì? Giờ mà muốn A Băng không? A Băng không hả? Đi hai tuần về mới suy nghĩ được cái kèo này ông nội. Tại sao? Là tôi quýnh A Băng là trái nào phải đụng băng đúng không? Đúng rồi, trái nào đụng băng đấy. Cái gì khó vậy, có biết quýnh băng không? Mà để điện quýnh chiến không quýnh dòng nha. Nha. Chị quýnh chiến, quýnh chiến rồi. Bạn tôi với anh quýnh chiến cho anh lỗi. Rồi giờ sao? Là tôi quýnh mấy điểm A Băng? 5 điểm thôi. A Băng khó lắm. Đó giờ nghe mấy trái vậy sao A Băng? Ờ, quýnh 10 điểm, tôi quýnh 100 điểm. Đó, quýnh như vậy sao A Băng chắc là tối rồi. Gì? Để tôi muốn 100 điểm clip và 10 điểm A Băng. A Băng nó điểm nhanh lắm. 100 điểm clip với 10 điểm A Băng không? Ừ. 5 điểm nhanh lắm. Để điện về hỏi vợ rồi đó, coi nó cho chơi không đó. Vợ cho chơi mới ừ nha. Để gọi vợ nữa nha. Thôi nó chưa chơi. Tôi à, thấy cường bị lóc nãy không? Đợi đi. Tôi băng ta. Giờ kèo gì chiều nay có chơi chơi đội của Hồng Nhậu đem qua nè. Chi bát 18. Rồi cùng Tiger ướp sẵn nữa. Giờ có gì? Muốn chơi kèo gì? Dạ. Gà hả? Cũng ăn gà rồi, ông gái ông nội. Bữa giờ chở gà đi chơi ăn quà ông gái rồi. Gà ghẹ mà không gà. Rồi, là bây giờ quả nè, bút lên. Làm một cái lẩu bò. Một cái lẩu bò với một cái đùi dê nướng. Đùi dê bên nhà á. Có súng đạn không? Cái gì? Súng đạn luôn. Cũng dám đi massage không chơi súng đạn. Dạ. Yeah. Rồi, chị ơi. Rồi, lấy bi mới em. Rồi, dứt. Lấy bi, bút. Rồi bây giờ là tôi quýnh á, là tôi quýnh là trái nào tôi cũng phải A băng hay phải không? Là phải đụng một băng trở lên mới cho lấy tiền phải không? Ông quýnh 100 điểm clip. Bị quýnh tự do bình thường. Thì đây ba đi chơi giống quốc tế ông ơi, quăng gì hay quăng luôn. Thôi rồi quăng luôn ơi, rồi. Tôi chơi trắng ông chơi vàng. Gần băng nào? Rồi rồi, giờ tôi chơi trắng nha. Trời ơi, gà này nó chơi quăng mà có công chuyện, nó quăng sau đá luôn mẹ. Nó bị sụp hầm rồi. Lâu ngàn cường bị lóc lên làm mình sụp hầm. A Băng. Bi này A Băng mà cường bị lóc nó cười. Để tự. A Băng cường bị lóc nó cười. Ây dồi, ây dồi, kèo này thơm quá. À khó lắm mẹ ơi. Thôi cho chô vàng trái đi. Nói chứ kèo này khó lắm mẹ. Kèo này khó lắm fan ơi. A Băng thì từ từ. Mập mập nhớ chỉ anh Cường mày nha Mập. Tưởng hụt hả bạn? Bạn tưởng hụt hả gì vậy? Tưởng hụt cái gì? Trời ơi. Một điểm. Trời ơi. Thơm thơm. Ừ từ từ. Á gà. Á gà này. Gà này đi chơi về suy nghĩ được mấy kèo độc vậy ta. Á đói luôn. Từ từ. Thì biết thì biết nó khó rồi đó mà mình phải kiếm đường mình quýnh hiểu không? Trời ơi. Mập mày theo anh Cường nhiêu Mập? Cái này theo anh Cường 2 đùi nha. Sao? Trời ơi. Người ta đi quýnh pizza đó, người ta ăn mặc cho nó thoải mái giống vậy nè. Về đặt đống thùng, vô ke luôn rồi Mẫn ơi. A Băng nè, nhìn kỹ. Nó tự nhiên nó để cái vi này thơm quá từ từ. A Băng nè Mập. Một. Trời ơi, quýnh mạnh như vậy. Em không theo anh hai đùi.
hai. Đi đi chơi Quảng Ngãi đi từng về nghĩ được cái kèo này. Lấy bia khách game từ từ từ. Cường vlog hả? Cường vlog hai rồi nha. Trời ơi bị gì mà bạn hỏi sao băng. Nè quýnh cho coi nè cu. Nè nhìn nè. Trời ơi giày là lông. Ừ hai điểm. Quên nút số. Kéo một vòng thôi, kéo hai vòng hết lực á. À gà để kéo ghê thiệt. Hay. Nào cáo cho bạn quýnh với Duy Nguyễn. Cho bạn vô bạn kéo. Chứ ông kia là tôi biết ông kéo là tới 6 nút lận đó. Trời ơi. Không ấy. Không ấy tôi quýnh 10 trái bằng bạn quýnh 10 trái kéo vậy. Trái nào cũng kéo à? Ừ. Trời. 10 trái direct nha. Chỉ chứ nào chứ nó chắc đồ chỉ. Má ghê ta. Ê mà mình quýnh có 10 điểm lên nha. Bạn quýnh tới 100 lượt nha. Mới 3 điểm rồi đó. Trời ơi. Quýnh tao quýnh 1 băng thôi. Quýnh 3-4 băng chi. À băng. Má kèo này chua thiệt á. Kèo này công nhận là chua thiệt á ba em. Trời ơi. Trái bì đó nó cũng y như giò gà vậy. Cười đi. Chưa ăn đâu, cười đi cô. Trời ơi. Mai ghé buổi sáng sớm chỉ lại cho cú cúp đó nha. Cúp là học lớp căn bản là tao quýnh được hết rồi. Nè Mẫn chạy bi nè Mẫn. Nè Cường. Siêu phẩm nè Cường. Nè. A băng vô đây kéo cái hai băng dậu lên. Ba băng luôn nè. Nè nhìn trái bi nó chạy hết đi đó. Trời sao nó chạy gì tắt thở rồi mẹ. Cái này chắc phải lấy cái cây mô ly này quýnh cho nó có lực quá. Cây này nhẹ quá. Má gà để chuyên gia nghĩ mà cái kèo sầm xí đú. Tuần nay quýnh em ta. Tưởng dắt ghệ đi chơi, vợt vụ khác mà cũng vợt visa nữa ta. Hay á, Cường vlog, hay á. À, Cường nó hay quá các bạn ơi. Cường vlog đúng là thần tượng của giới trẻ. Chồ thấy ghê không? Vô cổ vũ cho Cường vlog kìa. Cái gì? Biết nói nha mẹ. Tẹt cơ á. Hay quá Cường ơi, Cường bích kê. Khét nghẹt. Vừa miệng quá tơi. Ừ. Bi này A băng mà anh nhỏ mà vừa miệng. Bi này A băng mà anh kêu anh chạy bi mình. Yếu thiệt. A băng 3, băng 2, A băng kéo trực tiếp thôi cũng được. Thôi A băng 3 băng đi, chở bắp. Thấy chưa, cái này người ta gọi là xà bì trưởng các bạn thấy không? Cái dân mà chơi 3 băng là thấy trái bi đó, người ta gọi là xà bì trưởng. Thấy chưa? Trái này mình tính trái này. Thì từ. Trời thấy cái gì không? Đây nè, canh kỹ nè, đo nè mẹ. Thấy chưa, giò gà luôn rồi Mẫn ơi. Từ từ. Chiêu cái. Để điện Vinh qua đem chai rượu qua lẹ đi chứ kèo này là để hơi cưỡng đổi kèo.
trời, má dày quá. Bữa nay anh xin lỗi. Một kèo mới nè chú Hùng. 10 trái A băng với lại 100 điểm bia tự do. Còn trái nào không phải A băng á? Hai quýnh lực lớn lớn. Thoải mái fan, thoải mái. Trái gì luôn hả? Chô hụt để mất kiến rồi, A băng đủ luôn. À này trời quýnh theo. Lấy. Trời ơi. Chị Vy. Chị chú gì cha. Quýnh tha lơ cho thật cơ. Gà này chạy đạn ghê thiệt. Má đói luôn. Từ A băng vào gà. À, chơi banh này khó chịu nha. Giữ chấm xíu. Trời ơi. Ủa anh tưởng kèo này thơm. Anh tưởng thơm nè, đói luôn. Thấy chưa? Vô chắc giờ luôn. Một. Rõ đầu. Á cái này. Trời ơi, Cường ném trước rồi. À, gà này nay tự tin dữ ta. Hay. Quýnh cái băng nhân thịnh nó giật hay khó. Đâu có. Quýnh hụt để mắt kiến tôi mới giật chứ quýnh chúng tôi đâu có giật. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi siêu phẩm. Vô kèn đi. À, hồi nãy nó hay dữ vậy ta. À, vô kèn luôn. Hay. Quá trời ơi. Rồi, sao nữa? Qua đường vậy. Đừng có chấm bi chạy đạn nha mẹ. À, dạo này lời Cường Vlog quýnh lực êm quá ha. Lên cơ, lên cơ. Gài đỏ hay là gài cho đói phải không? À hay quá. Trời ơi, siêu phẩm. Đúng rồi. Đúng rồi, hay. Đúng rồi. Cường nay là thành người của công chúng rồi mà. Hay quá Cường ơi, xui thôi. Bi này khó rồi. Bao nhiêu điểm? Quýnh mạnh thiệt trời. Chưa. Bị quýnh mạnh hụt quá chú. Mạnh nó bị nó tách cái bi ra liền. A băng để phê được. Nhờ cu lê chúng mới được. Gì? A băng chúng cho 2 điểm. Lớn rồi. A băng chúng cho 2 điểm luôn. 2 điểm nha. Ừ trời. Chơi bạn mà đang gác điểm bạn mà. Rồi quất đi. Rồi bạn A băng chúng cho bạn 2 điểm. Trời ơi. Tưởng bở. Tưởng bở là Cường. Nó bị già nó còn quýnh nhẹ mới trúng á chú Hùng. Ui trời ơi. Gà này. Thôi, bị đơ, bị đơ. Trời ơi. Một, rồi, 5 điểm mập ơi. Ý chứ, còn nửa đường à Cường ơi. Thấy được nửa cái nồi lẩu rồi. Thấy gà này vừa miệng quá. Lẩu bò 4 xị với lại bộ súng đạn dê. Kèo là lên máy rồi. Tổng thiệt hại là con trai á. Bộ súng đạn nhiêu rồi mà. À 3 xị rồi, mới 7 xị à. Mình biết chơi bia rồi, mình đừng có hỏi cái vụ mà cắt dậu hay không phải không? Mình livestream cộng đồng mạng người ta cười mình nữa. Đó như chế này là tự hiểu đi không? Còn lương tâm mình cảm thấy mình họ không sao thì mình cứ quýnh tiếp. Con chưa? Con đẹp quá. Con mừng. Rồi đây ba. Còn nó ra dưới đây ba lên. Dưới đây ba lên đây nè. Cho anh em người ta coi. Ở đây mà.
Nhiều rồi. Kèo này sao Cường Vlog ra được trời. Ui giời. Ồ, nó hay dữ ta, để ba gom luôn. Chỗ này, này Quýnh thấy chắc tay quá ha. Nay mà mở giải học viên là Cường Vlog lấy chắc. Bữa giờ con rủ qua đây chơi, người ta hỏi quá trời luôn. Nói về quê, đi dắt đi về quê. Trời ơi, hay dữ vậy cha. Hay á, hay mà quên mua bảo hiểm. Ồ, mấy trái banh này khó à. Chị lo vậy, bây giờ hết đường rồi chú ơi. 1, 2, 3, 2 rưỡi. Từ 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 từ. Da này canh cái ơi. À, khó như quỷ vậy. Rồi 1.4. Không nghe tôi nói 1.4 hả? Không áp phê. Quýnh nhẹ thôi mới trúng nha. Quýnh mạnh không trúng nha Cường. Trời ơi. Khó quá chú Hùng ơi, khó quá. Ta chích đỏ về nè, cái này mà gặp Duy Nguyễn là Duy Nguyễn chích đỏ về đó. Không biết cái cú mà thế massage định một kiếp Hùng Anh của anh Duy hả? Một cho anh Cường nhiều tới. Hay dữ ta. À, vậy là nói bữa giờ nó không quýnh bị già chứ Hùng. Ghê. Qua mới đông Cường tóc dài luôn. Cường tóc dài đi về không nói chuyện câu nào luôn. Ghê thiệt chứ. Xóa số Cường bị lóc chắc luôn. Mấy ơi mấy ơi. Ba này nó hiền. Hay quá. Quýnh chơi bi y như Hùng Cào quýnh vậy ta. Trời ơi ba băng luôn. Ghê quá. Để nay mai dẫn lên quyết chiến học cái cú đó. Chạy bi con là chính chú ơi. Trời ơi. Gà con nuôi không biết mà sát vô. Sát vô. Sát vô hả. Sát vô, trời ơi. Vô cái mặt bị dày. Dạ hơi dư. Bi nó ngon ghê, ngon. Chứ kèo này chua lắm. Kèo này không không thấy trái banh là khó quýnh lắm. A băng mà. Thật đó anh làm gì để quýnh mấy cái này thôi đúng không anh Cường? Này. Ba băng hả? Tôi chấp bạn cái chỉ luôn á. Là mỗi lần tôi quýnh bạn chỉ nào tôi quýnh trái đó. Ừ trời ơi. Kiên Cường Vlog là nhiều kèo. Nè tí mình chơi đó ha. Ba băng mà chấp cái chỉ. Ngoài mà chỉ điểm đầu rồi nha. Chỉ cái đầu tiên. Ừ chỉ hết đâu được. À hay quá. Dạo này thấy Cường thấy ghê ghê ta. Ông mà mới có 22 điểm mà. Thiếu rồi. Thiếu mà, ta nói thiếu mà. Quýnh bị A băng rồi. Ê, bi này ngon nè chú Hùng, từ từ. A băng kéo. Trời ơi, bi ngon vậy mà mình không thấy. Nhìn bảng điểm kìa, 6 điểm rồi đó. 1 là 6 rồi đó. Bị đơ nữa rồi. Má quýnh bị đơ hoài luôn chú Hùng ơi. Rồi ok thôi. Ok Cường Vlog. Sao? Trời ơi. Thấy mục đích là chiếu gì đâu. Chủ yếu là mình à trúng trái để cho giang hồ người ta khỏi cười mình thôi. Tỷ số là 522
cái gì anh Sáu ơi, tỷ số hiện nay là 6 điểm A Băng và 22 trái clip. Trời ơi, nó có gà ngày ba băng rồi chứ Hùng ơi. Không nhưng mà chấp trái chỉ chơi được. Ba băng là tôi không quýnh với ai, tôi để dành tôi quýnh với Cường Vlog thôi à. Đè về, đè về, đè về, trời ơi. Tầm này liêm sỉ gì nữa. Trời ơi, kêu nó đè đi đi quýnh mỏng chạy đạn là chính rồi chứ Hùng ơi. Thiệt lắm. Dễ gì. A nữa rồi chú Hùng ơi, hết đường rồi. Trời ơi, dày quá dày. Tẩu quả chưa quỳ học tẩu quả chưa. Hay quá, nay Cường quýnh có nét ghê ha. Quýnh như Serie A vậy chứ Hùng. Hay quá hay mà. Hay quá. 9999 anh em đang coi Cường quýnh nha Cường. Chú không vậy, chắc đó chú không vậy. Đừng thấy bạn bè im đánh chúng quýnh luôn nha mẹ. Má trọng tài chọc hoài mày. Há con mập. Gì cơn nhiêu rồi trọng tài không áp phê điểm giùm nha mày. Hùng hả, Hùng hả, học về tới tôi rồi. Bi nào đây, trời bi da này thì đúng là bạn không thấy đường trúng là đúng rồi, mà tôi thấy. A Băng đỏ nè. Thấy chưa, trời ơi. Yếu quá, yếu. Khổng bà. Nè, một cú A Băng, cái này chắc lòn rồi, cái này lòn rồi. Cái này lòn chắc rồi Cường ơi. Mà xui quá nó không có lòn Cường. Còn hai. Trời ơi. Nãy con thề, con nói thiệt với chú Hùng ra, Cường nó ra cái kèo này là con nghe con lùng bùng lỗ tai luôn á. Thấy sao thơm quá vậy. Nè, A Băng kéo cho bạn coi nè bạn. Thấy chưa, nè 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 nè, thấy chưa. Thấy đó, trời ơi, mấy cú đó mà. Mấy cú đó là. Mấy cú đó là ba băng rồi, xưa rồi, vào gà rồi. Vô gà, vô gà. Nè, y chang luôn nè, trời. Nè, từ từ cái canh nè. Vô gà. Ô, còn một điểm mà. Thôi để Cường quýnh từ từ mình ăn chứ, mình ăn sớm quá, kỳ quá. Nè. Thấy chưa Cường, trời ơi. Ê, còn một nha. Thôi giờ mình đặt vô việc, mình đặt cái lẩu lại, nó nấu cái lẩu cũng lâu lắm á. Thùng bia nó chẳng chai luôn không? Ngon lành. Vừa miệng luôn á mập. Đứng ở đây, đứng ở đây để coi đếm. Một. Thank you.
Cường Vlog chứ. Vlog rồi. Nổi tiếng trên mạng lắm. Giáo sư tiến sĩ tâm lý tình dục tự do quốc tế. Ồ. Kèo tự ra má tự khen người ta luôn mà. Ôi giờ kèo thơm quá. Xài nước hoa gì vậy mẹ, biết mốt mua xài coi. Chờ neo lưu hay gì mà thơm gì vậy. Bước vô cửa là thấy thơm rồi. Ừ, bước vô cửa kiếm con liền, ghê lắm. Ừ, có mùi liền. Hỡi thấy mùi liền à. Ba beng à. Quay đầu. Chấp cái chỉ tôi thấy tôi còn chắc ăn quá, chắc tôi tính tôi chấp thêm bạn cái gì nữa quá. Bao. Đó rồi, sư phụ lên tiếng hết chưa? Bây giờ là hết hụt rồi. Sao bị trưởng? Dư luôn nè. Thôi nè, giờ A8 băng về cho đẹp nè. Trời ơi, nó vô cái dậu á. Nó bắt cái dậu là tứ băng về đó. Rồi. Người ta còn một điểm là, bạn hiểu không? Cái này gọi là cho bạn ân huệ. Nè, đi cơ 65 đủ tiền là thưởng nóng cho một chai. Trời, bi này mà đấy. Cũng hơi khó chú Hùng chứ không phải dễ không? À, nhìn nè Cường. Bạn nhìn những trái bi này nè, để mà sau này bạn ra đường bạn chơi với người ta Cường. Anh nói anh thua trận này để anh thả anh tôm bắt tiếp. Trời ơi, đó, mỗi gà đường mình quýnh giống vậy, mình chạy đạn giống vậy hết, thấy không? Nè, bạn thấy không? Bạn thấy cái gì không? Nó vô, trời ơi. Ừ. Mình thấy mới chỉ anh ấy anh Cường. Về quê chắc vô Ken dữ quá nên hơi xui. Này cô gì chứ không phải cô ba. Chạy bi thôi. Chạy bi nữa. Nè. Này Covid-19 với cô ba vậy. Giờ Corona người ta mới sợ chứ cô ba ai sợ nữa mẹ. Rồi à cái nơi đi, à kéo đi. Cái đường 3 tiếng 2 hết rồi. Thôi là bạn. Vậy nè. A băng dằn lại cái nè. Đâu. Thấy chưa? Cái cú đó là cái cú sườn trong video ba băng. Không tin mai bạn điện thoại hỏi anh quyết chiến rồi phải không? Sợ chưa? Sao đó giờ cho suy nghĩ kèo mới nữa đó chứ kèo này là thấy. Hồi nãy vô nói còn giật mình chú Hùng. Nói xong nãy đi xong một tuần lễ về mà nó gã kẹo gì mà thơm. Còn không biết còn phải không phải cố gắng là con ngạc nhiên hiểu không? Tại mình biết quýnh A Băng á, mình quýnh được chứ không phải kẹo A Băng. Mát luôn. cho tâm sự chứ cộng đồng mạng. Cái họng luôn quýnh nghe quá. Ê, không được. A băng ba băng là không được. Đó giờ chơi giao nè, đổi cược ngựa kèo được không? Tôi quýnh 10 trái dấu, bạn quýnh 10 trái A băng mà chắc cường A băng trong chúng luôn, thôi khỏi luôn. Cường Vlog đi một tuần lễ về các bạn. Không ghé video luôn, gọi điện không bắt máy luôn, nhắn tin không trả lời luôn. Không nhắn tin có trả lời, nó đang ở quê. Chụp hình đi chơi vợ con đồ ha. Nay lên ra cái kèo sụp hầm tiếp.